Còn mới đây, một người đàn ông sống tại Ấn Độ đã khiến các bác sĩ phải bối rối khi phát hiện một chiếc cốc uống nước trong trực tràng của anh này. Nhưng mà lý do còn không tưởng hơn. Cụ thể theo báo cáo, bệnh nhân này đã tới bệnh viện ở Bihar, Ấn Độ trong tình trạng bị táo bón, đau bụng dữ dội sau khi được tiến hành siêu âm và chụp X quang. Trong đó các bác sĩ xác định một chiếc cốc thủy tinh trong trực tràng của bệnh nhân này. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật trực tiếp để loại bỏ vật này sau khi cố gắng lấy dị vật ra khỏi trực tràng bằng thủ thuật nội soi nhưng không thành công sau đó là bệnh nhân khai rằng đã nuốt nhầm phải chiếc cốc khi đang ngồi uống trà nhưng bị các bác sĩ bác bỏ vì đường ống dẫn thức ăn trong cơ thể con người quá hẹp để có thể nuốt được một chiếc cốc to đến như vậy rất may bệnh nhân này đã ổn định sau sự cố bất ngờ này